chào tất cả anh em nha. Hôm nay em tiếp tục làm thêm một mới dây nguồn ngoài dây tín hiệu nha anh em. Thì cái phích cắm nguồn bên em đã sử dụng là phích 16A của BCE nè, đây là đầu cái ha. Còn đây là đầu đực nè. Cái đầu này rất là chất lượng nha anh em. Khi mình cắm hai cái vô nó tiếp xúc rất là nhiều luôn ha. Và đặc biệt cái này nó có cái khóa nè anh em. Đó, thì hạn chế tình trạng mà giục dây ra ha. Với nó cũng chống nước IP44 nè, cũng khá là ok luôn. Rồi cái dây nguồn bên em sử dụng là dây KDV 2x2.5 nha nè. Dây này dạng dây tròn ha. Cái đầu nguồn rất là ok luôn anh em ơi. Đó, thì anh em nên sử dụng cái đầu cót này nè. Mình gắn vô ha, còn mình lấy kìm bấm cót mình bấm lại ha, để cho nó tiếp xúc tốt hơn nha nè. Khi mình dặn cái con này vô cái trong mấy cái lỗ này nè. Đó, thì nó tiếp xúc tốt hơn ha, hạn chế tình trạng giục ga nha nè. Bây giờ mình gắn thử vô ha. Đó, cái này là cót đầu 2.5 nha nè. Rồi nó kìm bấm cót nè. Đó, sau khi mình bấm xong anh em là cái này nè. Cái này nó ôm hết cái sợi dây đồng luôn ha. Rồi bây giờ nếu mình gắn này đây thì tiếp xúc là tốt luôn anh em ơi. Đó, mình gắn vậy nè. Sức rất là tốt của anh, hạn chế đạn ruột nha nè. Thì anh em nên sử dụng như vậy nha. Còn nếu mình để về mình dặn vô á, khi nó dặn ốc vô nó đè xuống đè được con miếng nè, hoặc là nó bị tưa đâu, tiếp xúc không tốt anh em. Còn dây tín hiệu bên em đang xài là dây Canada nè, L2S T2S ha. Dây này dây không phải chính hãng nha nè, nhưng mà xài cũng khá là ok luôn ha. Cái giỏ trời trầy luôn và nó chống nhiễu rất là tốt. Rồi các anh em nha, em làm thêm mới về nữa anh em ơi, chưa xong nữa. Giờ là hơn 10 giờ đêm rồi.